Ok, hai mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Review Tool ha. Thì hôm nay cũng như mọi lần mình xin chia sẻ tiếp tục với series ứng dụng game mini ở trên hệ điều hành Android đến với các bạn ha. Thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ ứng dụng game Contra huyền thoại. Cái thời 8x mà ghiền cái game này lắm, cực kỳ luôn đó các bạn. Ước mơ có băng hộp, có cái game băng hộp để mà chơi cái game Contra này nè. Có 8 màn tổng cộng. Thì cái khuyết điểm của cái ứng dụng này là mình chưa có tìm ra là cái game mà mình chỉnh được 30 màn các bạn. Hồi xưa mình chơi á thì là thì mình nhớ một lần là mình chỉnh lên lên xuống xuống qua lại AB là được 30 màn. Nhưng mà hiện tại là mình test cái game này là được khoảng 5 6 màn thôi, cho mình 6 màn nữa các bạn. Ban đầu là được 3 mạng, sau đó khi bạn chết xuống rồi nó cho thêm một mạng mà được 6 mạng. Và các bạn muốn tắt quảng cáo thì khi tải game về rồi thì nhớ tắt wifi để không hiện quảng cáo nha. Tại vì đây là offline. Rồi ở đây mình sẽ test coi cái độ mượt của nó, cái game nó có mượt mà không nha các bạn nha. Đây, mình đang test ở trên con Joy 3 32GB VSmart. Mình chơi thì chỉ bấm restart thôi. Nó không có chức năng chỉnh, chỉ có một người chơi ha. Thì về giao diện và âm thanh thì mình thấy rất là giống hoàn toàn ở trên game Contra Konami phiên bản 990 trên băng hộp các bạn. Rồi, khuyết điểm đây là mình bấm dừng ở đây ha. Chúng ta dừng thì nó sẽ hiện quảng cáo nha các bạn. Đó. Tap to play to continue thì cái âm thanh mà nó stop này nó cũng na ná như cái âm thanh trên game băng hộp Contra 990 luôn. Konami. Đây thì mình trực quan thì mình đánh giá nó rất là mượt mà, bấm rất là nhạy nha. Rồi đây là cái phím chúng ta điều khiển lên xuống nè, nó mượt mà theo kiểu cảm ứng mình vòng tròn những xoay theo cái game mấy cái game bây giờ đó, chứ không phải là bốn nút lên xuống rồi như cái bàn bấm mặc định của game băng hộp nha các bạn. Đây, trên đây là mạng rồi nè, chúng ta được 3 mạng và này là nút nhảy nha. Rồi đây là nút bắn nè, nút bắn là cái nút này nha các bạn, bắn là cái này nè, đây là nút nhảy nè nha. Rồi lên xuống qua lại đây thì mình test một vài chơi thứ một vài màn cái nó có độ mượt của nó nha, rất là mượt. Khuyết điểm nó không được full màn hình nữa các bạn, nó bị che góc nè, không được full màn hình nữa lắm. Thì khi nãy mình có tải về mình test đó, mỗi lần các bạn chết thì nó cho được lên tới hình như năm năm mạng hay sao, 56 mạng đó là hết. Âm thanh thì rất là giống cái game Contra phiên bản một thôi các bạn không, ở trên game băng hộp đó. Rất là mượt nha các bạn, chết hoài không. Tại review game là sống mình review là chết. Đây hiện tại là các bạn muốn tắt quảng cáo thì các bạn tắt wifi. Ngay bây giờ mình sẽ tắt wifi, nó sẽ không hiện quảng cáo nữa. Nha. Đấy, cô quý muốn tắt nhạc hay không là nhấn vào cái chuông âm lượng nè sẽ tắt nhạc. Mở nhạc ở đây. Âm thanh cực kỳ giống game Contra đầu đời, phiên bản đầu của game băng hộp. Chết rồi. Thằng đã bắn hoài rồi nhảy không được luôn các bạn. Rồi.
ơi, chơi game quá tệ luôn các bạn ơi. Okay, cá nhân mình đánh giá thì mình thấy rất là hay, nó mượt mà nha các bạn, giống rất là giống phiên bản đầu, giống y chang hết luôn, từ khung cảnh mọi cảnh mà hả, trong game luôn. Cảm chờ đi thôi, có một thời sau này hình như mình nhớ nó có ra là cái game Super Contra nữa. Rồi chết rồi, nó cứ nhảy thì mình hoảng hoảng là sợ là nó dễ chết này. Chơi game cực kỳ tệ các bạn ơi. Đây cuối cùng tới được chùm ha. Rồi có bắn hai xe tăng này nữa. À, cái vỏ là như nó không có chế độ lưu lại. Ồ, mình đã tắt wifi rồi mà sao nó vẫn hiện quảng cáo ta. Game over, nhấn vào chữ home, nó trở lại đầu game luôn. Đó thì khi các bạn chết các bạn thấy cái số lượng mạng nó tăng nè. Nhà phát triển người ta họ cho thêm mình thêm mạng sau khi mình chết đó. Bây giờ là được khoảng 5 mạng đó các bạn. Chỉnh 30 mạng hồi nãy qua được cái bàn 1 rồi. Mình vội quá. Quýu bấm lũng màn hình nữa các bạn. Có cái đạn quạt này bắn là tuyệt vời rồi. Hồi xưa chơi game Contra thích nhất cái đạn quạt này nè các bạn nè. Nhảy này cho chắc các bạn ơi. Đạn ngàn lò này như nhớ đạn lửa nó bắn tia sẹt sẹt ra đó các bạn. Chúng ta nên giữ cái đạn. Để mình nằm xuống bắn thì nó tới không? Cái này mình nằm xuống gì nó dùng đạn quạt quá tiện lợi các bạn ơi, nằm xuống đây là bắn nó tới luôn. À, vội quá các bạn. Mất đạn quạt là uổng quá. Ok, chơi game cực kỳ dở, nó vẫn có hiện quảng cáo sau khi mình tắt wifi các bạn à. Không hiểu sao lại tắt wifi, nó tắt rồi nhưng vẫn hiện quảng cáo. Rồi hôm lại tiếp ha. Cố gắng vào màn 1 nha. Ta review đánh game, ta phá đảo game win không. Mình là chỉ có chết thôi nha các bạn. Rất mượt mà ở trên con Zoi 3 của mình. Đây đạn nhét đây. Vừa mới chạm đạn nhét nữa. Nó chạy rất là nhanh nha. Hồi nãy mình chỉnh vào game á là mình chỉnh
còn là normal chơi vừa đó các bạn. Thì các bạn muốn trải nghiệm thì có chỉnh có thể qua phần easy ha, nó dễ chơi hơn. Cái này là không qua nổi rồi, tới đêm còn màn không bao giờ qua nổi màn màn một nè. Rồi chết rồi. Ok, hơi chán các bạn ơi, em dở quá. Thì các bạn lưu ý nha. Đây, khi mà các bạn bấm nút dừng á thì bạn bấm vào cái dấu bầu xe này nha. Dấu bầu này. Rồi chúng ta về nút home để trở về đầu game ha. Đó, cái từ start ứng dụng thì rất là giao diện trực quan, nó dễ sử dụng các bạn. Thì đây là cái tên game nè. Đây là cái tên game. Nó là Metal Shooting Run 2022 nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đánh giá cho 5 sao luôn. Nói chung rất hay, ngọc trời tuổi thơ đó các bạn. À, không có kết nối internet. Ok, hoàn tất ha. Đây, tên game nha, Metal Shooting Run 2022 nha các bạn. Ok, thì phần chia sẻ review ứng dụng game mini Contra Konami 1990 của mình tới đây kết thúc. Nếu cảm thấy hay, các bạn nhớ like, subscribe, đăng ký kênh để theo dõi clip sau của mình ha. Cũng đồ lời muốn gửi tới các bạn là nếu mà những cái app trước, những cái tool mà mình review, các bạn có gì khó khăn, muốn hỗ trợ support thì cứ liên hệ qua Zalo của mình. 0901 367 150, mình sẽ support và hỗ trợ các bạn nhiệt tình ha. Ok, một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi clip.